Ngộ sẽ có một tình huống đó là dành cho các cầu thủ đội bóng của Bình Thạnh. Những chiếc bóng bây giờ đó là Khư Lewis. Đây, tỷ số được nâng lên là 5-0 dành cho các cầu thủ áo trắng. Một cú đá phạt quá đẹp mắt của Khương Lewis.